Hiện tại thì tôi Quy Tự Lộc, tôi có mặt tại nơi lăng bà cô chính. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong nơi lăng bà phía trước tôi. Đó. Hiện tại thì ở đây vừa đang nổi gió lên tại nơi này. Đó, hiện tượng nổi gió lên. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong nơi lăng bà để tạ lễ cô chính và phù hộ độ trì và linh thiêng. Thì cho về 15 ở miền Bắc. Rồi để tiếp tục ngày hôm nay thì ngày 4. Để đi đến đây để tạ lễ. Rồi thì tôi sẽ tiến vào bên trong nơi lăng bè này. Thì mỗi ngày thì mỗi khác nơi lăng bè này sẽ lên thiên như thế nào. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tạ lễ thì ai cái lọc ở đây cũng như tạ lễ nơi cô chính để phù hộ độ trì và lên thiên. Đó. Thì nơi này rất là vắng vẻ và một ngày đầy rất là êm hôm nay. Đó. Quân giờ thì trời đang êm và không có một gió nào. Thì một lát nữa thì tôi sẽ đặt đồ có hiện tượng gì hay không tiếp tục ở nơi lăng bè này. Không có một hột gió này. Rồi, thì tôi đang tiến vào bên trong để tạ lễ cô chính. Rồi, ngày hôm nay lọc 15 ở miền Bắc. Đó. Và để tiếp tục tôi sẽ tạ lễ cô chính để phù hộ độ trì và linh thiêng thì ai cái lọc đẹp cũng như tạ lễ cô chính nơi linh thiêng. Và tiếp tục nơi này thì tôi sẽ đặt đồ và cô có nhập xét hay không tôi chưa biết được. Và để tiếp tục nơi này nhớ ngày hôm qua thì có mấy cái bánh thì đã lấy hết rồi. Thì tôi sẽ đang đặt đồ và lên hương tại này. Thì hôm nay cũng có bánh để tạ lễ. Thì ai cái lọc này như tạ lễ cô chính để phù hộ độ trì và linh thiêng tiếp theo. Rồi, ngày hôm nay thì cũng có trái cây, sữa và bánh trái đây. Để trả lại thì tôi cũng mua chút bánh trái này.
Và để tiếp tục ngày mới thì tôi cũng khấn vái tiếp theo nơi lăng bà để phù hộ độ trì và linh thiêng, đem đến tài lộc, may mắn, tiền tài, tập mình được tiêu tư ngày mới này. Rồi, trời hôm nay bầu trời rất là êm, không có một gió nào. Và ngày hôm nay thì sẽ có hiện tượng gì không? Để tiếp tục tôi sẽ đặt hồ vào lần hương hôm nay và tại lễ tiếp theo. Thì hôm nay cũng có bánh tay, sữa, tiền vàng bạc này để tại là. Và hiện tượng có một luồng gió đang thổi vào trong này. Rồi thì tôi sẽ lên hương luôn. Đó. Ở đây thì ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi của tôi Quy Tờ Lộc nơi lăng bà cô chín này. Và rất linh thiêng, cô đã ngự tại đây này và thường hay xâm nhập xác để mà nói lên những lời gì đó. Và ở đây cũng có khi là cô nghe nói là ai cần dù xì cổ đó, bảng số này, và tất cả cái việc gì về số ghi này, số xì này, thì những con số đó là gắn vào cũng là may mắn đó, công an việc làm sẽ thành công và mọi việc đó, nghe nói như vậy. Thì để đây tiếp tục thì tôi sẽ đang đặt cái hương, tôi sẽ đang phía ngoài đây cắm hương. Rồi thì tôi đã thắp hương và đã màu đèn lên và tiếp tục tôi sẽ khấn vái cho ngày hôm nay để khẩn cầu đem đến may mắn, tiền tài, rực rỡ, tập bình được thiêu tư tiếp theo nơi lăng bà cô chín này để phù hộ độ trì. Ngày hôm nay thì để khẩn cầu cô phù hộ độ trì và linh thiêng, đem đến may mắn, tiền tài, tật được tiêu tờ thì cô phù hộ độ trì tiếp theo. Đó, tài lỡ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phổng Thỉnh. Cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô dư. Hà đào cố bạch, đáo đàn hương duyên, minh châu bồ hộ, tỉnh khẩu thần chú, tỉnh cao dương, hoàng hậu quận thiên hậu tổ, dạng phúc phu nhân, đạo lương bang, tỉnh tơ, nghĩa thích thúc, cập tụng bồ hệ,
ngũ phương thần tướng, ngũ phương đất đai, ngũ phương thổ thạch, tại thanh long, hữu bạch thổ, viện châu tước, hào viện giả câu đằng đằng xe, nấu với bốn chú đồng chiếu giám phù hộ độ trì cho đồng thanh tiên, mau hết bệnh tật bệnh được tiêu trừ, may mắn tiền tài rực rỡ. Và ngày hôm nay cũng như tại lễ tiếp theo, và để khẩn cầu cô chín ngự tại nơi này, nam mô Phật, nam mô phúng tỉnh thần nguồn, thủy sông hà lai đặng điện, ấn lai thủy mộc và hà bế đại dương, vua thủy đại dương, mộc triều đại dương, hà sa thị phủ, các tiền thủy cung trên nguồn dưới biển chính cùng hà bế ở đây, ở phía sau là hà bế đó, thủy long cung chánh điện, đông ngô bắc lạng, tam cội các thầy các cô, trên gành dưới gợp, sát thần đại ngư, đều thâu loài tộc hộ. Như ngày hôm nay cô chính đại ngư tại này để phù hộ độ trì và linh thiêng. Ngày hôm nay thì cũng có xin lễ bánh trái tiền vàng bạc đó để tài lễ các vị ở đây cũng như cô chính ngự tại này phù hộ độ trì và linh thiêng, điền đến tiền tài trực tở cũng như tập bệnh được tiêu tư đó. Ai cả tật bệnh được sẽ được tiêu trừ. Nam mô Đại Phật, nam mô Đại Phật cho đoạn thanh tiền cũng như tiêu trừ tai ách, tiêu trừ bệnh tật và đem đến may mắn tiền tài. Thì ngày hôm nay thì cũng có bàn tay này thì tôi sẽ xin keo và để phù hộ độ trì và cô chính giáng ngự và linh thiêng thì cho xin keo này tiếp tục ngày mới này buổi trưa linh thiêng thì cô sẽ hiện dán đàn tràng này dán vào trứng gà và phù hộ độ trì mọi việc được thành công tốt đẹp, tiền tài trực trở, tật bệnh được tiêu trừ. Thì trong trứng gà này sẽ nô lên xin keo này cô chính phù hộ độ trì. Thì bắt đầu không một thì ngày hôm nay thì cô có nhập sắc hay không tôi chưa biết và để tiếp tục tôi sẽ xin kêu này trước tiên 01 02 và ở đây thì đang nổi gió lên phía sau này có một luồng gió hôm nay 03 04 thì ai có lọc ở đây tại lễ nơi cổ chính này 05 tâm linh rất là gơ rộng thì cô đều ngư đến này và biết được 06 07 08 09 số 10 11 12 13 14 ở phía sau hiện tại đang nổi giá lên 14 15 thì cô dán đàn tràng trừng trứng gà này sẽ trên keo thành hiện thực và mọi việc được thành công 15 16 17
Hiện tại ở phía sau có một luồng gió rất mạnh và thổi vào 18, 19, 19. Hiện tại đang nổi gió lên 20. Rồi, thì 20 để đứng rồi. 20 thì lọc vui với số 20 miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Hôm nay cô đã chứng giám và phù hộ độ trì đặc bình được tiêu từ và cũng như may mắn thiện tài trong tướng ghe này 20. Đó, luồng gió đang thổi vào đây. Con số may mắn gắn vào tất cả các việc
thần phòng tốt đẹp và thăng thiên. Thì cái lòng luồng gió thì thổi vào trong đây, thì hôm nay thì ai nhập xét đây cũng chưa biết được, và sẽ xin xem lại video. Và ngày hôm nay thì trứng vẫn còn đứng này. Hồi nãy thì trời đang rất êm và hiện tại đang cúng vái thì ở đây nổi gió lên nó quá trời luôn. Và cô ở đây cử đây rất linh thiêng thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này. Và ở đây thì ai có lọc ở đây tại lỡ đó thì tôi sẽ đốt tiền vàng bạc này để tại lỡ cô chính và các vị ở đây đó, các vị binh thiên binh ở tại nơi này rồi. Hôm nay thì tôi sẽ ra phía người ngồi nể đốt này. Đó thì các quý vị ở đây để ông lãnh tiền vàng bạc này. Rồi thì tiêu dân bạc này đổi nó thì sẽ cháy hết. Rồi gió vào, luồng gió thổi qua quá trời luôn. Hiện tại ở đây đang nổi gió lên và rất mạnh, máy rất êm và quá trời. Thì tôi sẽ tiến vào bên trong có hiện tượng gì không. Ngày hôm nay mệt mỏi quá trời luôn. Đó, gió đang nổi lên. Rồi thì trứng gà vẫn còn đứng đây đó, thì xin kêu này cô đã chứng giám vào linh thiêng đã để phù hộ độ trì một việc đường thành công tại nơi này, thì cô đã chứng giám. Rồi ở đây thì có lọc tại lỡ nơi cô chính để phù hộ độ trì linh thiêng tiếp theo đó. Rồi để mắc nợ cô chính. Chim chóc đang kêu réo này đó, quá trời luôn. Thì tôi sẽ tắt tiền đi bơi rồi.